Vâng, hello tất cả quý cô bác và anh chị nha. Thì hôm nay em xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng em Trường trải nghiệm chiếc xe phải gọi là đẹp nhất mà đẹp nhất đời 2008 mà em Trường đã từng làm nha cả nhà. Đấy, em Trường đã từng làm qua khá là nhiều, phải gọi là ngàn chiếc thì nó hơi quá, nhưng phải gọi là trăm chiếc, cũng phải số lượng trăm chiếc Innova đời 2008, nhưng mà chưa có con nào đẹp như con này. Innova số tự động, xe một chủ mua mới từ đầu. Đây, em bên em Trường là người ký ủy quyền, đang đứng ủy quyền đầu tiên đó, cả nhà thấy chưa? Đấy, chủ xe nè, của một bác gái nè, nhà cũng có khá là điều kiện tại Tuy Hòa, Phú Yên đó. Xe một chủ mua mới từ đầu đây nha. Ngày lăn bánh đầu tiên là ngày 2 tháng 12 2008, và cái ngày cấp đầu tiên vẫn là ngày 2 tháng 12 2008 đây nha. Đối chiếu cái ngày này với cái ngày này giống nhau thì sẽ là xe một chủ mua mới từ đầu, biển 4 số, xe rất đẹp. Và quý anh chị cũng đã biết rồi, tại cái thời điểm đó, cái thời điểm Innova nó ra mắt thì mang tiếng con này là 2008, nhưng thực ra nó cũng như 2009, vì nó đăng ký vào tháng 12 rồi, thì còn có 30 ngày nữa là qua đời 2009 thôi nha cả nhà. Thì quý anh chị cũng đã biết rồi, tại cái thời điểm này, cái thời điểm mà đó mà bỏ một số tiền ra mà mua một con bản số tự động thì nó vip như thế nào thì cả nhà mình cũng đã biết. Và nếu mà số tiền nó bỏ thời điểm đó nó khá là lớn, chứ không phải là đơn giản mà mua số tự động nữa, thì cả nhà đã biết rồi thì cái độ chơi của chủ nhà đã như thế nào và cái chất nó miễn bàn. Đấy, cô chú mua, nói chung con xe mua mà tràn đầy kỷ niệm, thì rất may mắn là cô chú đã coi được clip của em Trường và quý mến em nên gọi em ra nhà để lại em mẫu xe này, một con xe mà gắn bó với cái gia đình của cô biết bao nhiêu năm và đời con cháu luôn nha. Nhưng bây giờ là cô với bác đã lớn tuổi rồi, nói chung là cũng không có sự nhu cầu sử dụng nữa, cô chú bỏ trong kho thì sợ nó hư. Thì bác cũng lớn tuổi rồi, nói chung cũng bị tai biến nhẹ nên bác không sử dụng đã nhiều năm rồi đó, chỉ đỡ trong kho rồi tới ngày đi đăng kiểm thôi, rồi tới ngày đi đăng kiểm thôi, cho nên bác rất là sốt, nhưng bác để cho em Trường và em Trường cũng rất lời đầu tiên thì cũng xin chân thành cảm ơn bác và gia đình cũng đã để cho em Trường một mẫu xe thật là đẹp, đẹp tuyệt vời, phải nói một con xe đẹp nhất đời 2008 mà em Trường đã từng làm qua tay mình. Thì em cũng mong qua cái clip này rất mong quý khách hàng nào hữu duyên thì sẽ mua được mẫu xe này siêu cộp, siêu đẹp. Mà em khẳng định luôn, cùng đời 2008 không có một đối thủ nào luôn. Một quý khách hàng biết một con xe mua mới từ đầu, xe nhà giàu nằm đắp mền thì nó chất như thế nào, thì mời xin mời quý cô bác chị cùng em đi vào chi tiết. Đấy, thì hai xe này đăng ký lăn bánh là tháng 2, ngày 2 tháng 12 2008, thì cũng như tháng 2009, xe siêu cộp siêu đẹp luôn nha. Nước sơn zin còn trên 90%. Nói về mẫu xe này thì thôi không cần phải bàn, chỉ cần quý khách hàng đem tiền tới lụm nó đi về sử dụng, không còn phải bàn gì thêm về mẫu xe này. Nước sơn zin còn trên 90% đó. Và đặc biệt là xe này không một lỗi lầm, keo chỉ còn nguyên zin 100%, không một mọt rỉ sét. Quý cô bác anh chị nào đến xem xe không đúng như em Trường tả thì em Trường sẽ gửi toàn bộ chi phí đi lại cho cả nhà mình. Và chiếc xe này anh chị coi nè, thời điểm á cô chú mua á, Toyota nó không có nhiều chi nhánh nha. Đây nè, tem mua mới nè, Toyota Đà Nẵng chi nhánh Quy Nhơn đó đó. Chủ xe đó là lúc đợt cái chú mua mới là phải đặt hàng rồi, chú từ trong Phú Yên, mà lúc đó là Phú Yên chưa có chi nhánh Toyota, phải đi ra mua tại Quy Nhơn nè. Một con xe nó gọi là em vô chiếc, nhìn chiếc xe này là em mua luôn, em chấp nhận em mua cao hơn 50 triệu luôn, bởi vì nó quá đẹp đi cả nhà. Đấy, em Trường đang cần là cần những con xe như thế này để về bán cho quý khách hàng, mà thứ nhất mình giữ được cái tiếng của mình, thứ hai
là mình đưa những sản phẩm tốt nhất cho đến người tiêu dùng, thì người tiêu dùng đánh giá họ mới ủng hộ mình, kêu gọi người thân bạn bè ủng hộ thì mình mới bán được nhiều xe. Đó là cách BR hiệu quả nhất, không tốn tiền mà đạt hiệu suất cao nhất mà em Trường đang hướng đến nha cả nhà, chứ không phải bán một chiếc rồi thôi ra đường không nhìn mặt nhau hay là này nọ thì em không làm đó. Em cố gắng mua những chiếc xe, tại sao những con xe tiền nào của đó em Trường không nói, em Trường không nói em là đơn vị bán rẻ nhất, nhưng mà em cam kết em lựa chọn chiếc xe tốt nhất và cái giá cả phải gọi là tốt nhất cho cả nhà mình đó nha. Đấy, màu ghi bạc, xe cực kỳ đẹp, một chỗ mua mới từ đầu, sơn si căng bóng, nước sơn zin còn trên 90%. Đấy, thể toàn bộ đồ theo xe là đồ zin hết, lên tới 90% nha cả nhà, không cày xước một tí ti mà em cũng không tỉa luôn đó. Yêu cầu chiếc xe này là gặp những người khó tính nhất có thể luôn để em Trường bán và chinh phục những vị khách hàng đó. Em Trường rất là sướng nha, em Trường thích chinh phục những vị khách hàng khó tính nè, cầu toàn đó, thì em rất thích luôn. Những con xe này là chết luôn, gặp con xe này rụng nụ nha, không đi nổi, nước sơn zin còn trên 90%. Đấy, zin hết từ cả mặt đèn luôn nha cả nhà xem nè. Đấy, cái đèn này đúng là đèn zin nè, nó màu ngà ngà đây nha. Đấy, lâu ngày sử dụng thì có vết chân chim, đúng là đèn zin luôn nha cả nhà. Đó, đèn cụm đèn phe của nó đâu mà vẫn là đèn zin luôn nè, chứ không phải đèn lô nha cả nhà coi nè, chữ Toyota nè. Đó, nhìn kỹ vô đó, thấy chưa, khó nào là một xe cộp chưa, cả nhà mua đèn lô làm gì có. Đấy, thấy chưa, đó mới gọi là cộp, là cộp nằm ở đó chứ không mà cộp nó làm cái gì. Đấy, cụm đèn phe nè, nè cả nhà coi nè, đúng đèn của nó nè, Toyota có mã số nó trùng nhau, mã số bên này trùng với mã số bên kia. Đấy, anh chị thấy đẳng của cái cấp chưa, đẳng của cái cấp nó nằm ở chỗ nào, của anh chị rõ ràng chưa. Xi nhanh là zin theo xe, bảng V là nó zin theo xe đây nha, bảng V là nó zin theo xe nè. Đăng kiểm tới tháng 10/2/2022, anh chị coi cái mép sơn của nó đẹp chưa, nóc rồi nè, tuyệt vời. Và đây, quý anh chị nhìn đi đâu được mà đời 2008 đến bây giờ mà cái bộ mâm nó đẹp như thế này. Đó, mâm phay xước nha, nó chỉ hơi hoen cái thời gian thôi, cả nhà thấy chưa. Đấy, bấm chì mâm vẫn còn nha cả nhà. Đây, cái mâm zin có nghĩa là chiếc xe này chưa một lần phay mâm. Nếu cả nhà phay lại cái mâm này thì cái này nó sẽ mất. Đó, cả nhà xem chưa, đẹp tuyệt vời chưa, đẳng cấp chưa. 205/65R15, không có cái từ ngữ nào mà nó miêu tả được hết cái vẻ đẹp của nó nha cả nhà. Đây, và điều đặc biệt là cả nhà xem là những con Innova thường thường nó sẽ mất cái chữ này qua kép tơi, nhưng cả nhà xem cái chữ zin của nó nè, đấy, nó mới kiên cái thời gian luôn. Còn bộ dân xe là hệ thống gương Toyota zin két hết, cả nhà thấy chưa. Đó, gương zin Toyota nè, tay rửa mẹ gà rôm nè, keo sùng chỉ thì thôi khỏi bàn, mèo nó đẹp dễ mang luôn. Cái nhìn này, đó, coi những cái nốt keo chỉ của nó nè, đấy, đó, quẹt kẻ nhà coi nè, cái gai văn topi của nó nè, em nói không có cái từ này miêu tả được cái vẻ đẹp của con xe này, quá dữ dằn. Tay cửa mẹ gà rôm nè, để những ốp tay cửa văn gỗ nè, đấy, không một tí gì gọi là cũ nè, nhìn đây nè, nó đẹp từng chi tiết nè, ốc nách cửa đâu nè. Cả nhà thấy chưa, một con xe đẹp nhất Việt Nam luôn, chứ đừng có nói mà cái gì. Túi khí an toàn nè, đấy, túi khí an toàn nè cả nhà, nhìn cái vô lăng của nó nè, đó, có đáng đồng tiền bát ghẹ bỏ ra mua không trời, quá tuyệt vời đi. Có khóe vô lăng nè, đó, quan trọng là nhìn ở đây nè, đó, cái khóe vô lăng của nó nè, đó, thấy chưa, đầu JVC zin theo xe vẫn còn hoạt động, cả nhà xem nè, đó. Thế nè, một con cọp chúa nè, nó đẹp tuyệt vời nha. Đấy, nó zin từ cái đầu tẩu thuốc nè, cái cảm biến lùi nè, sấy sưởi gương nè, sạc điện thoại nè, củ số nè, đấy, củ số tự động nè, cả nhà coi cái thắng tay nè, đó, thấy chưa, thấy cái thắng tay chưa, nó không mòn một tí ti nào, nó đẹp mỹ miều. Xe một chỗ mua mới từ đầu, em Trường là người đứng ủy quyền đầu tiên. Bộ ghế da zin theo xe, dòng tự động là zin theo xe, ghế da nè, cả nhà coi từ đó tới bây giờ nè, đó, nó đẹp tuyệt vời. Cái này thay thì không mấy đồng đâu, nhưng mà để cho biết cái độ cộp của nó nha. Đó, cả nhà nhìn nè, thấy chưa,
thấy cái độ cộp của nó chưa, da zin nè, cái tay vẫn còn bọc da nè, đấy, trần nỉ zin luôn cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Coi cái bát cửa của nó nè, ốc bảy màu luôn, cả nhà biết hay gọi là bảy màu thì cả nhà nhìn nè, độ mẹ kẽm của nó nè, những ốc nách của nó nè, thấy chưa, tuyệt vời, phải nói một từ là tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Cả nhà coi nè, đất nó bám vô nè, nước sơn zin nè, đấy, những cái chốt cửa nè, đó, tem mát đồ nè, đó, vì khách hàng nào khó tính là con xe này nó nói lên tất cả luôn cả nhà, nó quá đẹp đi. Innova V cuối 2008 nha, nó quá đẹp, đẹp từng chi tiết luôn. Cả nhà coi cái ghế của nó nè, cái ghế của nó nè, nó còn một lớp cao su nha, một lớp cao su nè, đó vẫn còn luôn, lớp cao su nè, chân ốc chân ghế nè, nó chưa mở luôn mà cả nhà, ốc chân ghế nè, đó, chưa mở một lần nào là cả nhà biết nó cộp như thế nào, đó, thấy chưa, ốc xích beo nè, cả nhà coi cái ốc xích beo của nó nè, đó, ốc xích beo của nó nè, còn vẫy sơn luôn, đó, còn vẫy sơn luôn nè, chưa mở ra một lần nào là cả nhà biết nó cộp cỡ nào, cái dây xích beo nó chưa cũ luôn nè, đó, ghế nó có ký hiệu nè, kiếm đâu ra, kiếm đâu ra một con xe siêu cộp như thế này, đó, lớp lép dày cui, đây, chỉ cua lớp dinh theo xe, xe chưa một tí một một nha, cả nhà nhìn kỹ nè, dòng Innova nó hay một ngay chỗ này lắm, nhưng mà con này nó không một, đó, gọi là siêu cộp cho cả nhà chưa, đấy, bô mà nó còn chưa reset luôn mà, thấy chưa, kẽm rất là tốt luôn, gầm bể của nó nè, xem, đó, mâm đúc nè, gầm bể của nó nè, một con xe gọi là chuẩn chỉ từng mm luôn, gầm mỡ đẹp tuyệt vời, bản full nên được trang bị sấy sửa kiến, gạt môi sau, cảm biến lùi, Toyota Innova V, đó, lớp sau phía bên tài nè, đẹp xuất sắc luôn, cả nhà xem keo sùng chỉ của nó nè, đó, đẹp mà em mình đẹp mà không phải nói một từ là em trường lạnh người luôn, lâu lắm rồi. Em mới mua một con xe đẹp như thế này thì cả nhà cho em clip này em nói hơi nhiều một tí nha, bởi vì nó đẹp lắm, em phải miêu tả hết cái vẻ đẹp của nó nha. Cả nhà coi gai vân nè, đẹp xuất sắc chưa, tay cửa mẹ gà rôm nè, những cái tấp bi, những cái nút chỉnh cửa nè, nó chưa có dấu hiệu mòn luôn đó, là cả nhà biết nó cộp như thế nào chứ, đúng không. Toyota Innova phiên bản V nè, 2008 nè, ốc bát 7 màu nè, ốc cửa nè chưa vặn luôn, vô lăng. Và cái bất ngờ luôn, cả nhà coi cái audio của nó nè, đi mới có 8 vạn nè. Đấy, bao cả nhà đi tiết hãng chưa tua đồng hồ luôn. Đó, 82.000 thôi, 8 vạn thôi. Trời ơi, con xe dễ mang chưa. Đồng hồ GVC nè, vẫn còn hoạt động luôn nè. Đó, đầu zin nha, đầu zin theo xe nha. Rồi, coi máy móc nè. Chân kê, chân côn rồi nè. Đó, nó đẹp chưa. Nỉ độ trong vẫn còn nha cả nhà. Đó, nỉ độ trong nè. Đấy. Em nói ai mà mua được con này là phước đức lắm luôn á, không nhiều lúc không có tiền, không có tiền cũng không mua được luôn. Lớp dày cui, mâm nó vẫn còn bấm chì nè. Của nhà sản xuất là cả nhà biết nó mâm như thế nào. Ông bác này toàn là dựng ở nhà không, nó oxy hóa luôn chứ không có chạy. Á, con xe quá dữ dằn luôn. Phải nói một con xe quá dữ dằn luôn. Ai cái con xe cộp như thế này. Nguyên zin nguyên bản nha, ốc cabo chưa mở luôn nha cả nhà, đỉnh keo chưa, keo sùng chỉ nè, đó, cả nhà thấy không, tem mát nè, nói không có lỗi lầm, bên em trường bao tích hãng nha cả nhà, bao cả nhà dẫn anh em thầy thợ gara thoải mái đến xem xe mà phát hiện ra đâm đụng không đúng như em trường miêu tả, em trường sẽ gửi toàn bộ chi phí đi lại cho cả nhà, bạc bồi thường thêm 20 triệu nữa nha. Đó, cả nhà xem những cái nút đinh tán của nó nè. Đó, con người mà đứt tay còn đỡ lại thẹo thì nếu mà va chạm thì đinh này làm gì còn, đúng không. Đó, quý bác anh chị nào mà giới thiệu bên em trường bán được xe, bên em trường cũng gửi tiền cà phê. Quý anh chị nào mà giới thiệu bên em trường mua những con xe đẹp như thế này, em trường gửi tiền cà phê sẵn sàng từ 7 đến 5 triệu cho cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, phanh này BS nè, hầm máy đẹp dễ mang cơ, máy móc khô đét sạch sẽ nha. Đấy, máy móc bên em trường bảo hành cho nhà mình 1 năm sử dụng luôn nha. Cả nhà thấy không, nó đẹp như thế này thì còn gì bằng. Đấy, keo vàng cò vẫn còn kia luôn.
ốc vàng cò nó vẫn còn đây nha quý vị, quá đẹp xuất sắc luôn. Đó, riêng phần máy móc thì bên trường bảo hành cho nhà mình là 1 năm sử dụng. Và giá chiếc xe Innova cuối 2008 phiên bản V số tự động, một chủ mua mới từ đầu đẹp nhất Việt Nam, bên em trường chào bán cho nhà mình với cái giá là 315 triệu bao rút hồ sơ gốc và hỗ trợ bao ký quyền họ rút hồ sơ tùy vào nhà mình. Và bên em trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô đã quê sử dụng từ 4 đến 7 chỗ. Nếu nhà mình có nhu cầu trao đổi xe từ 4 đến 7 chỗ thì alo trực tiếp cho em trường. Em trường cửa hàng tọa lạc tại Dĩ An, Bình Dương, đường Hai Bà Trưng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và em trường chỉ sử dụng một số điện thoại duy nhất 0972147247, kết bạn Zalo và em trường sẽ thẻ định vị đi tới trực tiếp cửa hàng. Em không có cơ sở 2, không có cơ sở 3, làm chung làm chạy với ai hết nha cả nhà. Rồi, hẹn gặp lại quý bác chị vào những video clip sau nha.